Vào tối ngày 17 tháng 9, tại thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề Long An khát vọng sông Vàm. Đến dự có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng đại diện các bộ ngành trung ương. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là sự kiện có quy mô lớn. Đây lần đầu tiên được Long An tổ chức gắn với kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc 17 tháng 9 năm 1967 đến 17 tháng 9 năm 2022. Sự kiện diễn ra trong 5 ngày từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú cùng thông điệp du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Tuần văn hóa du lịch là cơ hội cho các khu du tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm. Trong đó, có những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê, giao lưu đờn ca tài tử và triển lãm ảnh, lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống gắn với hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022. Giải Long An Marathon 2022 về Đồng Tháp 10, chung kết cuộc thi Hoa khôi sông Vàm, Farm Trip, giao lưu bóng chuyền, hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngay sau lễ khai mạc và chương trình văn nghệ, đông đảo người dân và du khách hào hứng thưởng thức màn trình diễn pháo hoa chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022. Những loạt pháo hoa đầy sắc màu được bắn lên bầu trời trong niềm vui sướng và phấn khởi của nhiều người. Đây là lần bắn pháo hoa trở lại sau hơn một năm tỉnh Long An không thể tổ chức vì đại dịch Covid-19.